Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Like và chia sẻ video Để nhận được các video mới nhất Từ kênh Thành Đô Vlog Và bây giờ mời các em mở sách giáo khoa Môn toán lớp 4 trang 22 Bài luyện tập Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 Câu A e, Viết số bé nhất có một chữ số. Thì các em biết là trong dãy số tự nhiên bắt đầu là số 0. Như vậy, số bé nhất có một chữ số. Ở đây là số 0. Số bé nhất có hai chữ số. Các em nhớ số có hai chữ số, số có ba chữ số, số có bốn chữ số, tức là số có từ hai chữ số trở lên thì chữ số đầu tiên của nó không thể bằng không được. Như vậy, chữ số đầu tiên của nó bắt buộc phải từ 1 trở lên. Do đó, số bé nhất có hai chữ số thì chữ số đầu tiên của nó phải bé nhất và bé nhất ở đây là 1. Chữ số thứ hai của nó cũng phải bé nhất. Và ở đây bé nhất Các em có thể chọn là không Số bé nhất có hai chữ số là số 10 Số bé nhất có 3 chữ số Thì chữ số đầu tiên của nó phải là bé nhất là một Chữ số thứ hai của nó cũng phải là bé nhất là không Và chữ số thứ ba của nó cũng phải là bé nhất là không Số bé nhất có 3 chữ số là số 100 B nhỏ viết số lớn nhất có 1 chữ số. Các số có 1 chữ số trong dãy số tự nhiên là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy số lớn nhất có 1 chữ số ở đây là 9. Bắt đầu từ số 10 là số có 2 chữ số rồi. Viết số lớn nhất có 2 chữ số số lớn nhất có hai chữ số thì chữ số đầu tiên của nó phải là lớn nhất là 9. Chữ số thứ hai của nó cũng phải là lớn nhất là 9. Như vậy, số lớn nhất có hai chữ số là số 99. Viết số lớn nhất có 3 chữ số. Số lớn nhất có 3 chữ số thì chữ số đầu tiên của nó phải là lớn nhất là 9. Chữ số thứ hai của nó cũng phải là lớn nhất và là 9. Chữ số thứ ba của nó cũng phải là lớn nhất và là 9. Như vậy, số lớn nhất có 3 chữ số là số 999. Rồi tiếp theo mà em sang bài tập số 2. A nhỏ có bao nhiêu số có một chữ số? Các số có một chữ số trong dãy số tự nhiên là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy, em đếm xem có bao nhiêu số có một chữ số. Từ 1 đến 9 là có 9 chữ số, cộng thêm 0 nữa là 10. Từ 0 đến 9 có 10 số, có một chữ số. B nhỏ có bao nhiêu số có hai chữ số? Số có hai chữ số bắt đầu từ số 10 và kết thúc là số 99. Sang số 100 là số có ba chữ số rồi. Như vậy, cách tính như sau. Các số có hai chữ số là từ 10 đến 99. Từ 10 đến 99 có bao nhiêu số? Chẳng lẽ các em đếm? Thì cách tính như sau. 10 đến 11 là có bao nhiêu số? Có hai số, 10 và 11. Và cách tính là các em lấy 11 trừ 10. 11 trừ 10 mới bằng 1 thôi. Như vậy ở đây là có hai số cơ. Do đó các em phải cộng thêm 1. Như vậy cách tính là các em lấy số lớn trừ số bé sau đó cộng thêm 1. Từ 10 đến 12 có bao nhiêu số? Cách tính như trên thì các em lấy 12 trừ 10 cộng 1 là có 3 số. Như vậy chúng ta đã rút ra quy luật để tính. Quy luật để tính từ 10 đến 99 có bao nhiêu có bao nhiêu số? Các em lấy 99 trừ 10. Vậy từ 10 đến 99 có 99 trừ 10. Sau đó là các em nhớ là phải cộng thêm 1. 99 trừ 10 cộng 1 bằng 90. 90 số Vậy các em trả lời là từ 10 đến 99 có 90 số, có hai chữ số Rồi tiếp theo mời em sang bài tập số 3 Viết chữ số thích hợp và ô trống A nhỏ 8, 5, 9 ô trống 6, 7 Bé hơn 8, 5, 9 1, 6, 7 Ở à đây hai số đều có mỗi số đều có 6 chữ số. Số bên trái các em tính cả cái chữ số trong ô trống này là có 6 chữ số. Số bên phải có 6 chữ số. Như vậy để so sánh hai số thì các em so sánh lần lượt từng chữ số 1 trong cùng một hàng của hai số theo thứ tự là từ hàng cao xuống hàng thấp tức là từ bên trái sang bên phải Cặp thứ nhất là 8 bằng 8. Cặp thứ hai là 5 bằng 5. Cặp thứ ba là 9 bằng 9. Cặp thứ tư là ô trống và 1. Cặp thứ năm là 6 bằng 6. Cặp thứ sáu là 7 bằng 7. Như vậy, để cho số bên trái bé hơn số bên phải, thì chữ số thứ tư của hai số lần lượt là ô trống và một thì ô trống phải bé hơn một ô trống phải bé hơn một số nào bé hơn một ở đây chỉ có thể là không thôi không bé hơn một như vậy các em điền chữ số thích hợp vào ô trống là không câu b bốn ô trống hai không ba bảy lớn hơn bốn tám hai không ba bảy ở đây số bên trái có 6 chữ số Số bên phải có 6 chữ số Rồi Bây giờ các em so sánh Từng chữ số 1 trong cùng một hàng của hai số Theo thứ tự từ trái sang phải Cặp thứ nhất là 4 bằng 4 Cặp thứ hai là ô trống và 8 Cặp thứ 3 là 2 bằng 2 Cặp thứ tư là 0 bằng 0 Cặp thứ 5 là 3 bằng 3 Và cặp thứ sáu là 7 bằng 7 rồi như vậy ở đây chỉ có cặp thứ hai là ô trống và 8 ô trống và 8 như vậy để cho số bên trái lớn hơn số bên phải thì cặp thứ hai của hai số là ô trống và 8 ô trống phải lớn hơn 8 ô trống lớn hơn 8 mà ô trống là chữ số như vậy game chỉ có thể chọn ô trống là 9 rồi 9 lớn hơn 8. Không thể chọn ô trống là 10 được bởi vì 10 nó là một số rồi chứ không phải là chữ số nữa. Ở đây các em điền vào ô trống là điền chữ số. Chữ số thì chỉ có từ 0 đến 9 thôi. Mà để lớn hơn 8 thì các em chọn là 9. C nhỏ 609 608 bé hơn 609 60 60 ô trống. Ở đây các em nhận thấy Hai số này đều có 6 chữ số 5 chữ số đầu tiên của hai số này Lần lượt bằng nhau 6 bằng 6, 0 bằng 0 9 bằng 9 6 bằng 6, 0 bằng 0 Như vậy chỉ có chữ số Thứ 6 của hai số Lần lượt là 8 và ô trống Để cho số bên trái bé hơn số bên phải thì 8 phải bé hơn ô trống. 8 bé hơn ô trống mà ô trống là chữ số, như vậy các em chỉ có thể chọn ô trống là 9. 8 bé hơn ô trống như vậy các em chỉ có thể chọn là 9, không thể chọn là 10. 10 nó là số rồi chứ không phải là chữ số nữa. Rồi tiếp theo các em sang câu D, 264309 bằng ô trống 64309 hai số này mỗi số đều có 6 chữ số từ chữ số thứ hai cho đến chữ số thứ sáu của hai số này lần lượt bằng nhau 6 bằng 6 4 bằng 4 3 bằng 3 0 bằng 0 9 bằng 9 như vậy chỉ còn cặp thứ nhất của hai số này thôi cặp thứ nhất tính từ trái sang phải của hai số lần lượt là hai và ô trống để cho số bên trái bằng số bên phải thì 2 phải bằng ô trống. 2 bằng bằng 2, như vậy các em điền. Và ô trống là chữ số 2. Rồi tiếp theo mà các em sang bài tập số 4, tìm số tự nhiên x biết a nhỏ x bé hơn 5. X là số tự nhiên. Các số tự nhiên nào bé hơn 5? Bé hơn 5 thì các em đếm lùi lại thôi. 4, 3, 2 1 0. Như vậy, các em sẽ trả lời là a nhỏ các số tự nhiên bé hơn 5 là 4 3 2 1 0. Viết cho nó đẹp thì các em viết từ bé đến lớn, 0 1 2 3 4. Rồi. Rồi, vậy x là 0 1 2 3 4. Tiếp theo mà các em sang câu B. Tìm số tự nhiên x biết x lớn hơn 2 và bé hơn 5. x là số tự nhiên Lớn hơn 2 thì các em cứ vô tư các em tính thôi. Lớn hơn 2 là 3, 4, 5, 6. Nhưng khoan đã, bé hơn 5. Như vậy là các em tính đến 4 các em dừng lại. 3, 4 thôi. Các số tự nhiên lớn hơn 2 và bé hơn 5 là 3 và 4. Vậy x là 3 và 4. Tiếp theo mà các em sang bài tập số 5, tìm số tròn trục x biết x lớn hơn 68 và bé hơn 92. Rồi, các số tròn trục lớn hơn 68 và bé hơn 92 là em biết các số tròn trục là một trục, hai trục, ba trục, bốn trục, năm trục, sáu trục, bảy trục, tám trục, 9 trục, tức là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và và 90. Thì trong các số đó, em xem số nào nó thỏa mãn điều kiện này. Lớn hơn 68 là 69, 69 không phải là số tròn trục. 69, 70, 70 là số tròn trục. Như vậy, các số tròn trục lớn hơn 68 và bé hơn 92 là bắt đầu từ 70. 70 cộng thêm 10 là 80, 80 cộng thêm 10 là 90. 90 được không? 90 được, bởi vì 90 bé hơn 92. 100 được không? 100 cũng có thể coi là số tròn trục và cũng có thể coi là số tròn trăm. 100 chính là 10 chục. Nhưng ở đây bé hơn 92 thì các em chọn 90 thôi. Các em chọn đến 90 thôi. Vậy x là 70, 80, 90. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video để nhận được các video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo